Em chào anh ạ. Chào em ạ. Dạ, anh ơi, tụi em đang chuẩn bị tổ chức một cái buổi tân gia cho nhà Nam Khánh. Không biết là anh Huy có cái gì gửi gắm cho Nam Khánh không ạ? Được rồi, anh cũng nghe nó mới trở về nhà mới đúng không? Dạ đúng rồi. Anh sẽ tặng cho nó mỗi đêm 4.000. Mỗi đêm 4.000. Dạ rồi, tụi em sẽ gửi gắm món quà của anh đặc biệt tới cho Nam Khánh. Cảm ơn anh Huy nha. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh ạ. Người ơi, tới nhà Nam Khánh rồi. Em chưa thấy cái chỗ nào mà nó khó tìm như cái nhà Nam Khánh á. Bây giờ chúng ta đã có chìa khóa rồi, cùng let's go vô. Không có gì. Nghèo. Yeah. Thôi, về nhà này đi. Tao với mày đi ra siêu thị mua đồ ăn, còn chị với anh Linh ở lại chơi kỹ thuật viên nha. Hợp lý. Đi. Rồi chị em làm gì? Đợi lắp máy lạnh. Yeah boy. Hồi nãy vậy là tôi đi siêu thị á. Đi siêu thị ít nhất là nó cũng ở có máy lạnh, có máy lạnh. Ở đây nóng nè. Không gian rộng nhưng mà nó bị hầm á, có quạt mà vẫn nóng. Quạt càng lâu càng nóng. Với chị là như thế. Anh tới. Đầu em còn ướt, em ngồi hông cho nó khô để chị bé ơi. Ủa, anh tới là chị tắm cám nhập vậy luôn hả? Thôi chị. Anh tới. Đây em bên phụ anh. Em làm gì ta? Em đấm lưng cho anh đi. Em coi anh có mỏi không, em vô em đấm lưng anh. Em cố vô cho anh. Cố lên anh ơi. If you keep this up then I'll let you in cause you almost make me fall in love. Yeah you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight. Oh. Lại la lại la. Lại la. Ai kêu em đó có em đây. Đó. Em tính là bây giờ lát nữa mình lắp điều hòa là mát mẻ đúng không? Ừ. Mình phá lẩu đó. Thì mục đích chính của mình là tân gia mà. Thì nói chung là đây em mua bò này, rồi mua đậu này, rồi mua cá này, rồi rau tùm lum tà la hết. Tới đây mực biết các thứ nữa luôn. Mua sườn luôn. Sườn để cho nó ngọt nước. Đó, thấy không? Em nghĩ là Nam Khánh sẽ cảm động với cái bữa ăn này đó. Trời ơi, còn gì mà nói nữa. Chị thấy nó có máy lạnh mới, nó không cần ăn đâu em. Chắc nó nhịn đói 6 ngày 6 đêm nằm dưới máy lạnh ngủ á. Nó không cần ăn uống, mấy cái này đâu có mình á em. Mình đúng cần rồi. Thôi mình. Nhưng mà mình cần cũng cần ăn nha. Mà mình cần ăn cho một cái không khí mát mẻ nha. Ê, anh ăn xong rồi. Ôi. Ủa, xong rồi kìa, nhanh vậy. Quá tuyệt vời. Chưa chuẩn bị nấu đồ xong nữa. Nấu xong rồi. Bà chuẩn bị, bà biết đâu. Bà ở ngoài này bà lo, bà ngắm anh ấy là bà không để ý. Nhưng mà tôi lật rau này, tôi luộc thịt này rồi á. Tôi đi chuẩn bị đồ xong xuôi hết rồi. Mà tôi nghĩ là nhà lâu anh vẫn chưa xong. Nhưng mà tôi ra đấy thì anh đã làm xong rồi. Mà bà biết sao không? Sao? Khi mà anh Huy tặng cái máy lạnh này á cho Nam Khánh ấy, là tôi cũng lén lút là tôi lên mạng tôi kiểm tra. Thì tôi mới biết là em máy lạnh Casper này là thiết kế easy care, thiết kế nguyên khối, hạn chế ốc vít. Đó, giúp tiết kiệm được 50% thời gian lắp đặt cũng như là bảo dưỡng. Đó, cho nên là anh ấy lắp rất là nhanh. Mà có một mình anh nói làm thôi. Đúng, chỉ có một mình anh ấy mà làm xong được. Tức là nếu nhiều khi á mình ở nhà một mình có thể làm được. Nói chung là đồ ăn cũng đã ra. Đúng. Thì thoáng mát. Chính xác. Bây giờ chỉ còn chờ Khánh về thôi là xong. Mà sao lâu về chưa về nhỉ? Gọi điện anh, gọi điện. Gọi đi. Ủa, sao vậy? Gọi điện là lộ tiệc bất ngờ mà nó. Lộ. Thôi, đi vào chờ đi. Chờ đây. Đường về nhà là bao tim ta, dẫu có mưa gần xa. Mong thân hoa dân, nhà vẫn luôn là nhà. Cái gì vậy?
Cái gì mà liếu xíu liếu xíu. Vô đi vô. Sự kiện gì vậy mọi người? Trời ơi! Khóa rồi! Mát nha! Sao mát dữ vậy? Nè Khóa rồi! Hỏi mẹ tôi chưa? Chưa hỏi! Nhưng mà chắc chắn là mẹ bà khoái. Khoái biết sao không? Tại vì sếp Huy biết là nhà bà chưa có máy lạnh phòng khách, đúng không? Nên là sếp Huy quyết định tặng nhà bà cái máy lạnh Casper. Còn khoái hơn đó là bà nghe là bà khoái khoái liền nè. Chỉ có tốn 4k điện trên một đêm thôi. Trời ơi, chỉ có 4.000 đêm thôi hả? Chính xác quá. Vui không? Anh Huy nhà mình ấy, lúc nào mà anh ấy biết cái máy lạnh Casper này nè tiện dụng như thế, cho nên là anh thấy ai anh cũng tặng. Đó, anh Duy Thẩm chuẩn bị đám cưới anh ấy cũng tặng. Em là nhà mới cho nên là anh Huy tặng. Bởi vì là anh Huy biết rằng là cái máy lạnh này là rất tiết kiệm điện, phù hợp với cả ví tiền của em, xài thoải mái mà ví chẳng vơi. Và đặc biệt là em, đó, anh Huy biết là em là một trong những cái nhân viên mà nó cũng chăm chỉ đó, đi làm đó, mà còn trẻ đó, cho nên là anh Huy tặng cho em cái máy lạnh này để em có những cái content hay đóng góp cho S Channel đó, sản sinh ra từ cái căn phòng khách này đó, không khí nó mát rượi trong cái trời nóng của Sài Gòn. Nhất bà. Ủa mà anh ơi, cái máy lạnh này là model gì đây? À, chiếc máy lạnh Casper này là model GC09IS33, sử dụng gas R32 lạnh sâu, thân thiện với môi trường cùng công nghệ True Inverter, tân tiến tiết kiệm điện năng tối ưu. Cái lõi của cái giá điện 4K trên đêm này chính là từ công nghệ True Inverter này đấy. Ngoài ra, các tính năng thông minh như tự động cảm biến nhiệt độ iFeel, không sợ bị sốc nhiệt hay cảm lạnh, tự động làm sạch giàn lọc iClean, tính năng làm lạnh trong 30 giây turbo. Wow! Rồi, xin một phút dành cho quảng cáo nhé. Tuần này S Channel chơi lớn, dành tặng 50 voucher trị giá 500.000 dành cho 50 bạn muốn trải nghiệm chiếc máy lạnh xịn sò này. Chờ gì nữa, mua ngay thôi. Ôi, nhưng mà cái này là tôi được tặng rồi á, tôi có được quy đổi cái voucher đó thành cái bộ như là 500.000 tiền tôi vệ sinh máy lạnh không? Trời ơi, bà ơi, bà quên hả? Cái máy lạnh này có tính năng là làm sạch tự động iClean. Đó, đơn giản lắm nha. Bà chỉ cần dùng cái remote và bà sử dụng cái tính năng đó là nó tự động làm sạch luôn. Chưa biết cái gì? Để chị cho. Và chỉ cần bấm chọn chức năng này trên remote, ngay lập tức thì máy sẽ tự động kích hoạt chế độ tự làm sạch trong vòng 20 phút với 4 bước. Bước 1 là đóng băng vàng lạnh, máy sẽ bắt đầu đóng băng toàn bộ vàng lạnh với chế độ quạt thấp. Và bước 2 là rã băng và cuốn trôi, nước ngưng tụ thành dòng cuốn trôi bụi bẩn trên bề mặt vàng lạnh. Và bước 3 là làm nóng và sấy khô. Máy lúc này sẽ chuyển sang chế độ là làm nóng, giúp sấy khô các bộ phận bên trong vàng. Và bước 4 là quạt tự động để khô hơi ẩm. Cái chế độ iClean này nha, nhớ nha, là cứ vài tuần là làm một lần là được rồi. Còn mà bảo dưỡng định kỳ á thì một năm làm một lần cũng được. Ai nhở? Trời ơi, tụi tôi mời đông lắm. Trời ơi, bà ơi. Trời ơi, khách mời đặc biệt. Đây, đấy, này là biết là khai trương, lộn. Khai trương hả? Tân gia, đúng rồi. Nên là đây, anh đại diện là kênh Máy Bay Vlog và mấy kênh Châu Giang nè. Tặng cho một bộ thuốc diệt giang. Trời ơi, vinh hạnh quá. Chí con Tiểu Cường. Ừ, có giang là có tiền. Con Tiểu Cường đó mắc cái gì mà giết nó trả đi. Tại vì thấy review á là ở trong phòng bếp á, quăng lông não quá. Nên mình tặng cho một bộ này. Thì vô đi ăn bà, tôi cho bà ăn đại tiệc luôn. Rồi, bấy bá luôn, ăn bấy bá luôn. Mát à? Mát. Ngồi đây mát. Ồ, mát mới hả? Trời ơi. Đừng có gà tô, anh Huy tặng cho một khám. Đừng có gan tệ nha. Ê, mà nhìn tinh tế gọn gàng quá ha, dễ thương ghê. Ê, hợp với cái nhà của bà. Nhỏ, xinh xinh. Dễ thương. Chạy nãy giờ có nghe tiếng ồn không? Ê, nó lạnh nhanh nữa, nó lạnh nhanh nữa. Hồi nãy qua mới mở, bây giờ nó lạnh nhanh ghê. Nó phải chơi chứ mấy thạnh văn phòng mình á. Thôi, nó cũng nhỏ nhỏ anh Huy là. Không ấy thì anh Huy cũng sao á. Bốn cái nữa. Là ai sắp đẻ thì anh Huy tặng. Hai bà thích đồ đẹp. Em phấn đấu mua cái nhà giống vậy, hiểu không? Dễ hơn, tặng dễ hơn. 10 cái giống vậy đó. Dễ hơn, thôi ăn đi mọi người ơi, ăn đi. Thôi ăn đi. I'm feeling kinda sexy. People like me, that's right. No, I don't care for superficial. Day. Tôi đã một ngày kể từ bữa tiệc tân gia rồi và bây giờ đây chiếc máy lạnh vẫn nằm rất là đẹp đẽ chễm chệ trên đây đây. Nhiệm vụ của mình bây giờ là mình sẽ kiểm chứng thử coi cái chiếc máy lạnh này nó có tiết kiệm đúng như lời hứa không. Mình nghe anh Huy giới thiệu gì mà một đêm là chỉ có 4k điện thôi. Bây giờ là hãy cùng mình kiểm tra đồng hồ điện nha. Wow, mọi người ơi, mình sẽ pop up hình cho mọi người xem nha.
sau một đêm rồi nhà mình lắp thêm một chiếc máy lạnh mới, rồi nhà sử dụng cả đèn đớm, tủ lạnh, tivi các kiểu, mà tiền điện chỉ có 4 kWh một đêm thôi, có nghĩa là sao, rất là hợp lý luôn mọi người. Đúng với cái tiêu chí của chiếc máy lạnh này, sử dụng tiết kiệm, mát thảnh thơi mà phí chẳng vơi. Nếu mọi người cũng muốn sở hữu em máy lạnh Casper vô cùng tiết kiệm và xịn sò này thì S Channel đang có một cơ hội cho mọi người, có một cái deal cực kỳ hời luôn. 50 bạn may mắn nhất xem video này sẽ nhận được 50 chiếc e-voucher trị giá tận 500k. 500k là nửa triệu đó mọi người, trị giá 500k khi mọi người mua máy lạnh Casper nha. Đây là một dòng sản phẩm vô cùng tiết kiệm và vô cùng tiện ích luôn, và nó mát rười rượi luôn mọi người. Nên là nếu mọi người cũng muốn sở hữu những em chiếc máy lạnh Casper vô cùng xịn sò, tiện ích và với giá cực kỳ ưu đãi thì mọi người hãy comment phía bên dưới với cú pháp cực kỳ đơn giản nha. Mọi người comment là tính năng mọi người yêu thích nhất ở máy lạnh Casper, kèm theo đó là thông tin liên lạc của mọi người. Đấy, S Channel sẽ gửi tặng cho 50 bạn may mắn nhất 50 chiếc e-voucher trị giá 500k để mọi người có thể sở hữu em máy lạnh Casper xịn sò giống như đây đây. Video Tân Gia nhà Nam Khánh đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like, share, subscribe cho S Channel nha. Bye bye.